quay trở lại với bản tin Từ nhà ra ngõ News. Hãy cùng xem hôm nay chúng ta có thông tin gì nhé! Mới đây, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị hôn mê sau khi xăm chân mày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết dù đã tích cực điều trị, song do diễn tiến nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Theo các bác sĩ của bệnh viện, trường hợp này đột quỵ não do xuất huyết dưới nhện. Bệnh khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh và nặng, khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Hiện, bệnh viện không nghi ngờ nguyên nhân phản vệ. Bệnh nhân bị đột quỵ não do xuất huyết dưới nhện xảy ra cùng thời điểm xăm chân mày. Trước đó, như báo Vietnamnet đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 10, một nữ bệnh nhân được xe cấp cứu ngoại viện 115 chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Người nhà bệnh nhân cho hay, trước đó, bệnh nhân được xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ tại quận 1. Khi tiếp nhận, bệnh viện đã nhanh chóng can thiệp các kỹ thuật lâm sàng như chụp CT sọ não, mạch vành và sau đó, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn các chuyên khoa với chuẩn đoán ban đầu là xuất huyết dưới nhện hay bán cầu. Thế nhưng, bệnh nhân đã không may tử vong sau gần 3 ngày được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Gần đây, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xảy ra các trường hợp tai biến trong làm đẹp. Cụ thể, tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, sau khi thực hiện căng da mặt cho một Việt kiều, bệnh nhân đã tử vong sau đó. Và ở Thẩm mỹ viện Emcast, một phụ nữ cũng tử vong sau khi thực hiện đặt túi ngực. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan chấn chỉnh hoạt động thẩm mỹ trên địa bàn để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân. Vừa rồi là thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên để nút like, subscribe kênh Vietnamnet để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày nhé.